Hello, xin chào tất cả các bạn, vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về ăn cùng lợn nha mọi người. Thì hôm nay là hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để các bạn đi đến một cái quán gọi là canh bún nha mọi người. Thì buổi chiều tầm 2 giờ là người ta bán canh bún, còn buổi sáng người ta bán bún riêu nha mọi người. Thì các bạn thấy quen quen không ạ, cái đường này quen quen không ạ? Rồi chúng ta được âu cơ đi thẳng ra Cộng Hòa đó các bạn. Thì khi các bạn gặp tới đường Âu Cơ giao với Bích thì các bạn quẹo phải nè, đi vào đường Ba Vân nè các bạn nhé. Bạn đây là đường Ba Vân nè mọi người. Ba Vân bạn đi một chút xíu các bạn sẽ thấy một cái hẻm đó là 80, hẻm 80 các bạn chạy thẳng vào đó, thẳng vào các bạn quan sát nhìn bên tay trái nè, dài khoảng tầm mấy trăm mét rồi. Bên tay trái nè có cái bạn đó nghe các bạn, bạn nhìn chưa ạ? Từ xa là thấy các bạn hiểu đúng không ạ? Rất đơn giản nha, đây là bán tại nhà, đây quán của nó đây đó. Đây là con của cô chủ nha mọi người. Hồi đó là cô lớn tuổi bán, còn đến lần này thì là tới con của cô chủ bán nha mọi người. Quán rất là đơn giản mộc mạc nha mọi người. Thì trên bàn gồm có đũa muỗng nè, mắm tôm nè, rồi chanh nè, ớt nè, nước mắm. Bạn nào không ăn được mắm tôm thì ăn nước mắm nha mọi người. Rau ở đây thì khi nào mà cần mới luộc nha mọi người, chứ còn không luộc sẵn nha mọi người. Đó rất là ngon nha. Đây tô canh bún đầy là bỏ vào nè. Thứ nhất là bỏ chanh nè, ớt nè, mắm tôm nè. Đó các bạn hãy trộn đều lên nha mọi người. Rất ngon, ở đây rất ngon. Nói chung là ăn rất nhiều chỗ. Nói chung là cái khẩu vị ở đây ngon và nấu nướng rất là gọi là tươi nha mọi người. Mình trộn rất là giòn nha mọi người. Đó rồi, mình chọn đều lên rồi bắt đầu mình bỏ rau muống lên nha mọi người. Là ăn ở đây là ăn hết rau muống luôn á, là không có bỏ rau muống đâu mọi người. Mọi người thử rất ăn thử ở đây một lần đi ạ. Đó các bạn thấy không ạ, kết quả của một lần ăn của lại là vét sạch luôn ạ, không còn miếng gì luôn thấy không ạ. Đó nó ngon lắm. Nói chung là khi nào mà là đói là thèm là nghĩ ngay đến cái quán canh bún này đầu tiên nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều nha.